tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình là Mình Là Di đây. Thì đây là clip đầu tiên trong năm 2021 của mình. Thì hôm nay mình sẽ làm một loại pháo, nhưng mà nó không có dùng dây cháy chậm nha các bạn. Không có đốt luôn, không có dùng hộp quẹt đốt luôn, mà mình sẽ dùng bằng đá. Đây, đá sỏi nha các bạn. Mấy cái miếng này mình đập ra mình làm đá. Đó, ok, thì giờ mời các bạn theo chân mình làm nha. Đây bạn, mình đi làm đá gì mình làm pháo nha các bạn nè bạn. Đầu tiên là chúng ta lấy hộp diêm nè các bạn. Sau chúng ta bóp diêm ra. Bóp cái diêm này ra. Dùng kìm bóp ra. Sau khi chúng ta tách diêm ra rồi thì chúng ta nghiền nhỏ ra các bạn. Chúng ta nghiền nhỏ số diêm này ra. Sau khi nghiền nhỏ ra các bạn, chúng ta cạo cái phần mà chà nhám diêm để cháy á, trên cái hộp á, cho vô đây. Đấy, cạo cho vô đây. Cho hai cái phần này nó cộng chung với nhau rồi. Sau khi cạo ra đó bạn, chúng ta trộn nó lên. Trộn cho cái hỗn hợp này nó đều lại. Tiếp theo là mình cần ít giấy ăn và đây, đá nha các bạn. Giấy ăn các bạn, chúng ta bỏ đá lên. Chúng ta cho phần diêm vào. Cho hết luôn cũng được. Rồi chúng ta gói lại. Rồi chúng ta cắt ngang đây ra nha. Sẵn rồi các bạn. Sau đó chúng ta dùng băng keo để dán phần lại cho nó kín. Rồi chúng ta có thể dùng tấm giấy ăn khác gói thêm một lần nữa. Giờ xong một quả nha các bạn. Nay bạn thì mình một hộp mình làm hai quả và hai hộp mình làm bốn quả. Với mà một quả nhỏ dư quả này thì không biết nổi không. Thì mình bây giờ mình sẽ đi test cho bạn xem nha. Đây. Đấy bạn, thì giờ mình sẽ dùng nha. Mấy quả này là mình chọn rất là để cho nó nổ nha các bạn. Đây. Nó không nổ thì nó cũng xẹt lên nó cháy. Vì nó có diêm nữa đó. Quả thứ hai. Quả thứ ba nha các bạn. Quả cuối cùng.
quá này nó bị xịt, để mình chọi lại. Các bạn thì bốn quả của mình là nổ tan bàn luôn các bạn. Rất là khét. Nổ nó khủng khiếp. Ok thì mà thấy không, bốn quả rất thành công nha. Thì mình cũng xin kết thúc clip này đây luôn. Các bạn nào thấy hay cho mình một like, nhớ bấm đăng ký ủng hộ channel mình nha các bạn. Các bạn lưu ý là không hạn chế làm theo nha các bạn. Ok, chỉ làm xem cho vui thôi.